Tôi đã thoát khỏi sự tiêu cực nhờ ứng dụng lòng biết ơn trong cuốn sách The Magic. Và tôi là Nguyễn Lý và là huấn luyện viên cuộc sống. Với những cái mà tôi đã học được và tôi đã chia sẻ giúp đỡ được cho hàng trăm anh chị thay đổi cuộc sống để cuộc sống luôn luôn tốt đẹp hơn và tích cực hơn. Đó là phép màu, khi phép màu xuất hiện. Và khi các anh chị có những cái áp lực về tài chính, khi anh chị có mối quan hệ trong cái tình trạng khủng hoảng, hay là cái sức khỏe của các anh chị đang gặp vấn đề, hay là công việc anh chị gặp nhiều khó khăn trở ngại, những cái tình huống tiêu cực nó xuất hiện, là khi ấy bạn đã thiếu đi lòng biết ơn trong một thời gian dài. Nếu không có lòng biết ơn thì mọi thứ trong cuộc sống của bạn một cách vô thức, và chúng ta hiển nhiên xem nó là hiển nhiên, thì mọi thứ nó đều là gây ra những cái sự tiêu cực. Bởi vì khi mà mình nhận lấy những cái điều hiển nhiên thì chúng ta không có cho đi sự biết ơn, và khiến phép màu sẽ không xuất hiện. Thì trước đây Lý cũng chưa có biết đến môi trường câu lạc bộ, thì sống theo một cách vô thức. Lý chưa bao giờ sống với lòng biết ơn, nên mọi thứ không tích cực nó đều xảy ra hàng ngày luôn anh chị. Nhưng khi Lý vào môi trường câu lạc bộ thì Lý được đọc cái cuốn sách The Magic này và nghe các doanh nhân phân tích, và Lý ứng dụng theo cái cuốn sách này, đó là thực hành lòng biết ơn. Và hàng ngàn năm trước đây Đức Phật cũng đã từng dạy chúng ta mỗi ngày thức dậy là hãy biết ơn. Biết ơn vì chúng ta còn được sống, vì trong ngày hôm nay chúng ta không lãnh hội được nhiều thì chúng ta cũng lãnh hội được một ít. Nếu không lãnh hội được một ít thì chúng ta cũng không thể vướng bệnh tật. Nếu mà có vướng bệnh tật thì chúng ta vẫn được sống. Và nếu hôm nay bạn đang trong tình trạng thất nghiệp thì bạn hãy biết ơn. Biết ơn vì bạn đang có thời gian dành cho gia đình trong cái thời gian này. Bạn hãy biết ơn vì cuộc sống của mình vẫn đang ổn định, vì có nhiều thời gian để sắp xếp cho những cái công việc sắp tới. Và bạn hãy biết ơn vì sức khỏe và cơ thể của bạn vẫn còn đang làm việc. Bạn hãy biết ơn vì cái thời gian này bạn đang được chăm sóc cho gia đình, cho mình. Mà bạn hãy nhớ, lòng biết ơn được vận hành thông qua cảm xúc của mình, và cảm xúc của mình tốt hơn khi mình thực thi lòng biết ơn. Và bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ trở nên tuyệt vời hơn, giải pháp sẽ xuất hiện. Nếu trong tương lai xảy ra một vấn đề hay là một cái tình huống nhỏ nào đó thì bạn hãy dập tắt nó ngay khi nó còn là một cái đốm lửa nhỏ. Đừng để nó bừng cháy thành cái đám lửa lớn, thì khi ấy phép màu sẽ xuất hiện. Bạn hãy nhớ thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, nó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn cải thiện vô cùng. Nếu bạn cần môi trường học tập và phát triển thì hãy thực hành cùng với Lý nha. Thank you.